Bị giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng nhắn tin gọi điện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã bắt giữ 10 đối tượng giả danh bác sĩ để lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh và bán thuốc. Đối tượng mà chúng hướng tới là những người già, người mắc bệnh lý đã và sử dụng thuốc đông y nhiều năm mà chưa khỏi bệnh. Đây là toàn bộ số tang vật gồm máy tính, điện thoại di động, con dấu giả và hơn 600 hộp thực phẩm chức năng mà lực lượng chức năng vừa thu giữ của nhóm đối tượng trong một vụ lừa đảo. Còn đây là nạn nhân của nhóm đối tượng trên. Theo lời kể lại của nạn nhân này, cách đây ít ngày, bà nhận được điện thoại của một người tự xưng là thanh tra Sở Y tế. Người này thông báo bà thuộc diện những người cao tuổi, uống thuốc đông y lâu năm mà chưa khỏi bệnh nên được nhà nước hỗ trợ, hoàn lại 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc. Để nhận được gói hỗ trợ, bà cần phải đóng trước phí làm hồ sơ, phí lót tay phê duyệt hồ sơ để làm thủ tục hoàn thiện. Sau đó thì nó gửi cho cô 4 cái hộp thuốc canxi. Sau thanh toán xong rồi thì nó nhận được rồi ấy, thì là nó bảo với cô là coi như là hồ sơ của chị, kiểu như là chị đóng 30 triệu để làm hồ sơ. Sau 30 triệu xong thì nó nói là chị kiểu như phải đóng lệ phí đấy. Lệ phí là 100 triệu. Đối tượng chủ mưu của vụ lừa đảo này là Nguyễn Văn Tâm, 24 tuổi, ngụ tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của những người cao tuổi đã từng đi mua thuốc chữa bệnh với giá 2.000 đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi em mua lọ thuốc ở trên Ba Vì là giá gốc là 25.000 đồng. Bán cho khách thì có khách bán được 800.000, có khách thì 500.000 một lọ, có khách thì 1 triệu một lọ. Thế tùy theo khách là giàu hay nghèo. Khi bạn nào chốt được đơn đó thì bọn em đóng hàng, bọn em cứ đi luôn chứ không phải là để khách chờ đợi. Khi người ta nhận thành công rồi thì bọn em mới quay sang bảo là làm sổ thăm khám định kỳ. Mỗi tháng bệnh nhân được bên nhà nước hỗ trợ là 2.850.000 đồng. Trong vòng 5 năm thì hết hiệu lực. Thì cũng tạm ứng cái khoản chi phí là 4.700.000 để làm cái sổ thăm khám định kỳ này. Và cái thứ ba đấy thì là làm xong rồi thì là không, mỗi tháng các bác không về nữa mà các bác về một lần để các bác dồn trong vòng 5 năm số tiền khoảng 200 hay 300 triệu đồng đó. Dồn số như thế phải tạm ứng chi phí là khoảng hơn 10 triệu đồng. Không đủ trang trải lúc đau ốm, muốn được điều trị nhanh để khỏi bệnh. Chính vì điều này, nhiều nạn nhân là người già đã bị sập bẫy lừa đảo. Với thủ đoạn trên, nhóm của Tâm đã thực hiện thành công gần chục vụ với hàng trăm nạn nhân. Số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là những người cao tuổi, những người mắc bệnh, lấy khi thăm khám thì lên đến trực tiếp các cơ sở khám chữa bệnh để thăm khám và mua thuốc có giấy tờ hóa đơn xuất xứ. Và khi mà nhận biết là có dấu hiệu lừa đảo thì cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, để xử lý. Và bên cạnh đó, đối với các cơ sở y tế là cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cả cơ quan công an để xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo liên quan đến các hình thức mà mua bán thuốc đông y, thuốc thực phẩm chức năng. Cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những thông tin cá nhân của các bị hại đã được các đối tượng trong ổ nhóm này thu mua từ những nguồn nào, đồng thời yêu cầu ai là bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo để làm cơ sở xử lý các đối tượng về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.